Xin chào các bạn nhỏ, hôm nay cô sẽ cùng chúng mình ôn lại số lượng trong phạm vi 10 nhé. Các con hãy nhìn lên, cô có quả gì đây? À, đó là quả dưa hấu đấy. Chúng mày đếm cùng cô xem có bao nhiêu quả dưa hấu nhé. Một quả dưa hấu tương ứng với thẻ số 1. Các con hãy đọc cùng cô nào. Số 1, chúng mình đọc lại một lần nữa nhé. Số 1, cô còn có quả gì nữa đây? Chúng mình nhìn xem, đây là quả xoài đấy. Chúng mình đếm cùng cô nào. 1, 2, 2 quả xoài tương ứng với thẻ số 2. Chúng mình hãy đọc cùng cô nào. Số 2, chúng mình đọc lại một lần nữa nhé. Số 2, cô còn có rất là nhiều quả cam đấy. Chúng mình hãy đếm cùng cô xem có bao nhiêu quả cam nhé. 1, 2, 3, 3 quả cam tương ứng với thẻ số 3. Chúng mình hãy đọc cùng cô nào. Số 3. Các con hãy nhìn lên, cô có rất là nhiều quả táo đấy. Các con hãy đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4. 4 quả táo tương ứng với thẻ số 4. Chúng mình hãy đọc cùng cô nào. Số 4. Chúng mình đọc lại một lần nữa nhé. Số 4. Trên màn hình của cô có rất nhiều củ cà rốt. Chúng mình đếm cùng cô nào. 1, 2, 3, 4, 5. 5 củ cà rốt tương ứng với thẻ số 5. Chúng mình hãy đọc cùng cô nhé. Số 5. Chúng mình hãy đọc lại một lần nữa nào. Số 5. Các con vừa cùng cô ôn lại số lượng trong phạm vi 5. Và đây là số thứ tự từ 1 đến 5 đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng cô đọc lại một lần nữa nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Cô vừa cùng chúng mình ôn lại số lượng trong phạm vi 5 rồi đấy. Chúc các bé chăm ngoan, học giỏi. Tạm biệt.